Chào các bạn, hôm nay Phong Thủy May Mắn sẽ luận giải về tử vi tuổi Bính Tuất trong năm 2020, trong năm Canh Tý. Phong Thủy May Mắn xin tiết lộ đôi điều về vận trình tử vi tuổi Bính Tuất, không có nhiều biến động, song may mắn cũng chẳng có nhiều. Bạn khá khó khăn khi tìm kiếm phương hướng để tiến bước trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Phong Thủy May Mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế Phù là bùa may mắn trong năm 2020. Các bạn hãy liên hệ với Phong Thủy May Mắn để nhận được phần quà này nhé. Đầu tiên thì hãy cùng Phong Thủy May Mắn khái quát chung về tuổi Bính Tuất năm 2006. Con giáp này thuộc niên mệnh, bản mệnh nạp âm là Ốc Thượng Thổ, có ngày sinh từ 29 tháng 1 năm 2006 đến 16 tháng 2 năm 2007. Về tổng thể, vận thế của người tuổi Bính Tuất năm 2020 không có nhiều biến động lớn. Bản mệnh có thể gặp được cơ hội nhưng khó nắm bắt, phải tốn nhiều công sức, vượt qua nhiều trở ngại thì mới đạt được thành công như mong muốn. Trong năm 2020, canh kim lộ xuất thực thần cộng với thiên can và địa chi tạo thành tổ hợp thực thần sinh tài. Thái tuế không gây nhiều ảnh hưởng đến sự nghiệp học hành và sức khỏe của người tuổi Tuất. Tuy nhiên, cơ hội sẽ không tự nhiên đến với bạn mà bạn cần phải chủ động nắm bắt, không nên dựa dẫm vào bất cứ ai, dù là trong quá trình thực hiện kế hoạch gặp phải nhiều vấp váp, thậm chí là rủi ro. Ngoài dự kiến thì bản mệnh cũng không nên nản lòng bỏ cuộc. Nếu bạn có thể kiên trì với mục tiêu của mình thì chắc chắn cuối năm là thời điểm bạn gặt hái được nhiều thành công. Ngoài ra thì trong năm nay, bản mệnh có cơ hội được hưởng thụ nhiều thú vui trong cuộc sống, được tham gia vào nhiều hoạt động vui chơi, tụ tập, giao lưu. Về mặt tình cảm, do có sao Cô Thần Quả Tú tọa thủ nên mệnh chủ gặp nhiều chuyện không như ý. Năm Canh Tý con giáp này không thuận lợi, chính vì thế cần chuyên tâm vào học hành hơn là những thú vui không cần thiết. Có thể với những bạn tuổi Bính Tuất, các mối quan hệ bạn bè khác giới có nảy sinh do tâm sinh lý thay đổi, nhưng cũng cần tỉnh táo nhận ra, đừng để chuyện tình cảm chi phối việc học hành. Bản thân tuổi Tuất cần phải chú ý đến sức khỏe. Trong năm nay thì gia đình dễ có người đau ốm hoặc là qua đời. Tuy nhiên, tuổi Bính Tuất không nên quá lo lắng về vấn đề này, bởi năm nay Thái Tuế không tạo thành cục diện tương khắc với bản mệnh. Nhiều chuyện tưởng như nguy hiểm rồi cũng trôi qua một cách nhẹ nhàng. Đương nhiên thì những điểm sáng cũng có xuất hiện nhưng sẽ không nhiều. Phong Thủy May Mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế Phù là bùa may mắn trong năm 2020. Vừa rồi là tổng quan về tử vi tuổi Bính Tuất năm 2020. Và bây giờ hãy cùng Phong Thủy May Mắn tìm hiểu chi tiết hơn của tuổi Bính Tuất trong năm Canh Tý. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng xét đến nam mệnh. Về phương diện học hành, trong năm Canh Tý đối với người tuổi Bính Tuất là điều bất lợi, không được tốt, không được hưởng thiên thời địa lợi. Trong nhà thì có nhiều chuyện buồn đưa tới, làm ảnh hưởng tới tinh thần học tập và kết quả không được cao. Cung tam hợp tử vi Bính Tuất 2020 nam mạng có các sao Thái Tuế, Tướng Quân, Đế Vượng, Quốc Ấn, Hoa Cái, Long Trì, Tử, Quan Phù, Lưu Hà, Thiên La, Tuần. Đây là bộ sao chủ về đường học hành không được tốt, cần phải chú ý quan tâm việc học hành nhiều hơn. Xét về phương diện sức khỏe năm 2020, cung nhị hợp của tử vi tuổi Bính Tuất năm 2020 nam mạng có các sao Nguyệt Đức, Tuyệt, Đại Hao, Tử Phủ, Kiếp Sát, Phá Toái, Tuần. Đây là bộ sao chủ về trong nhà thiếu hòa khí, không có sự đồng lòng. Ngoài ra thì chú ý đường tiêu hóa, ăn uống kém. Cung xung chiếu tử vi tuổi Bính Tuất nam mạng 2020 có các sao Thiên Khôi, Thiên Chủ, Thiên Mã, Tăng Môn, Cô Thần, Phi Liêm, Bệnh. Đây là bộ sao chủ về ra ngoài nên chú ý xe cộ và ốm đau. Tuy có quý nhân giúp đỡ nhưng cũng phải cẩn thận. Trong năm nay, nam tuổi Bính Tuất cần chú ý xe cộ đi lại cẩn thận, bệnh thiếu máu và chú ý các con vật cắn. Tinh thần thì luôn bất an, bất ổn về tâm lý, ngủ hay mơ và bị bóng đè. Cung đặt mệnh tử vi nam Bính Tuất năm 2020 có các sao Lộc Tồn, Bát Sĩ, Tràng Sinh, Bạch Hổ. Đây là bộ sao chủ về sức khỏe kém, có bệnh ẩn trong người. Khuyên người tuổi Bính Tuất hãy thỉnh vòng tam hợp. Vòng tam hợp giúp chiêu quý nhân, hóa giải thị phi miệng tiếng. Có quý nhân phù trợ thì chắc chắn sẽ tránh được vận hạn tai ương. Vòng tam hợp của Phong Thủy May Mắn được làm từ gỗ huyết long quý, kết hợp với 3 viên đá mã não đỏ in hình 3 con linh vật dần ngọ tuất, sẽ đem lại cho con giáp này sức khỏe, chiêu quý nhân, thuận lợi cho việc học hành, thi cử. Xét về phương diện tài lộc, đối với tuổi Bính Tuất tuy chưa làm ra tiền bạc nhưng cũng biết cách chi tiêu hợp lý và có lộc về tiền bạc do người khác đưa tới hay là ra ngoài thì thường có lộc về tiền bạc. Chiếu theo sự vận chuyển âm dương ngũ hành của năm Canh Tý cho thấy, tuy không được hưởng thiên thời địa lợi nhưng bản thân có sự cố gắng trong học tập, kết quả học tập cũng đạt đủ điều kiện như mong muốn.
Nam tuổi Bính Tuất những tháng có vận số tốt là tháng 1, tháng 7 âm lịch, tháng có vận số xấu là tháng 9 và tháng 12 âm lịch. Luận tử vi tuổi Bính Tuất năm 2020 Nam mạng theo 12 tháng âm lịch, tháng 1 có nhiều tin vui đưa tới và có tài lộc tiền bạc do người khác đưa tới. Tháng 2 có tin vui về tình duyên hay là có hỷ tín, thêm người trong gia đình, anh em họ hàng. Tháng 3 ra ngoài chú ý xe cộ đi lại cẩn thận và tâm tính không được ổn định. Tháng 4 có tin vui về đường học hành, tuy nhiên thì tiền bạc có sự tiêu pha nhiều. Tháng 5 chú ý lời ăn tiếng nói hay là chú ý bị mộng mị, thể lực kém. Tháng 6 ra ngoài giao tiếp được nhiều bạn bè, tuy nhiên tình cảm không được tốt. Tháng 7 có quý nhân giúp đỡ về đường học hành, tuy nhiên sức khỏe kém. Tháng 8 trong nhà có người già đau ốm, sức khỏe của bố mẹ kém. Tháng 9 ra ngoài chú ý gặp phải cửa quan hay là chú ý miền sông nước. Tháng 10 có người mai mối về tình duyên, tuy nhiên thì chú ý về giao kéo đường tiêu hóa. Tháng 11 có người phá hoại hay nói xấu sau lưng, chú ý sức khỏe yếu, bệnh về răng miệng. Tháng 12 chú ý xe cộ đi lại hay là chân tay có tì vết, tiền bạc không được tốt. Tóm lại, nhìn chung tử vi tuổi Bính Tuất năm 2020 Nam mạng không phải là một năm tốt để phát huy sở trường của mình. Tất cả mọi việc đều không được thuận lợi, cần phải tập trung và quyết tâm nhiều vào việc học hành mới có thể cải thiện được. Ngoài ra thì cần phải chú ý ăn uống, đi lễ nhiều để giải hạn, sức khỏe mới được cải thiện. Thứ hai, chúng ta cùng xét đến nữ mệnh. Xét về phương diện học hành trong nữ canh tí đối với tuổi Bính Tuất là điều bất lợi, không được tốt. Xét về phương diện học hành trong năm canh tí đối với tuổi Bính Tuất là điều bất lợi, không được tốt. Không được hưởng thiên thời địa lợi, không được hưởng âm dương phù trợ. Và trong nhà có nhiều buồn. Thứ hai, chúng ta cùng xét đến nữ mệnh về phương diện học hành. Trong năm này thì đối với tuổi Bính Tuất là điều bất lợi, không được tốt, không được hưởng thiên thời địa lợi, không được hưởng âm phù dương trợ. Và trong nhà có nhiều chuyện buồn đưa tới làm ảnh hưởng tới tinh thần học tập, kết quả không được cao. Cung tam hợp tử vi Bính Tuất 2020 nữ mạng có các sao Lộc Tồn, Bác Sĩ, Tràng Sinh, Bạch Hổ, Quốc Ấn, Hoa Cái, Long Trì, Đế Vượng, Tướng Quân, Quan Phù, Lưu Hà, Thiên La, Tuần. Đây là bộ sao chủ về ra ngoài, chú ý miền sông nước và cẩn thận gặp phải cửa quan công môn pháp lý. Về phương diện sức khỏe trong năm 2020, cung đặt mệnh tử vi tuổi Bính Tuất nữ mạng 2020 có các sao Thái Tuế, Mộ. Đây là bộ sao chủ về việc học hành không được tốt, sức khỏe kém. Nữ mệnh Bính Tuất cần chú ý bệnh về sức khỏe do lo lắng suy nghĩ nhiều mà sinh ra bệnh tật đau ốm. Xét về phương diện tài lộc, đối với tuổi Bính Tuất chưa làm ra tiền bạc nhiều nên phải biết cách chi tiêu hợp lý. Cung xung chiếu tử vi Bính Tuất 2020 nữ mạng có các sao Thiên Việt, Thiên Phúc, Thanh Long, Quan Đới, Tuế Phá, Thiên Hư, Thiên Khốc, Triệt. Đây là bộ sao chủ về ra ngoài có người nói xấu sau lưng, cẩn thận chú ý mất mát của cải. Cung nhị hợp của tử vi tuổi Bính Tuất năm 2020 nữ mạng có các sao Thiếu Dương, Đường Phù, Hỷ Thần, Thiên Không, Tử. Đây là bộ sao chủ về trong nhà có tin vui đưa tới, tuy nhiên thì công việc làm ăn của gia đình không được tốt. Chiếu theo sự vận chuyển âm dương ngũ hành cho thấy tuy không được hưởng thiên thời địa lợi nhưng bản thân có sự cố gắng trong học tập nên kết quả học tập cũng đạt đủ điều kiện như mong muốn. Nữ Bính Tuất những tháng có vận số tốt là tháng 4 và tháng 10 âm lịch, tháng có vận số xấu là tháng 2, tháng 8 âm lịch. Luận tử vi tuổi Bính Tuất năm 2020 nữ mạng theo 12 tháng âm lịch. Tháng 1 đầu năm vui xuân cùng gia đình, tuy nhiên thì chú ý lời ăn tiếng nói cẩn thận. Tháng 2 tiền bạc có sự tiêu pha, hao tán nhiều, chú ý sức khỏe không được tốt. Tháng 3 công việc làm ăn của gia đình không được tốt, chú ý có kẻ hãm hại. Tháng 4, trong họ hàng có tin vui về thêm người hay là có tin vui về tình cảm. Tháng 5, công việc làm ăn của bố mẹ gặp nhiều may mắn, tuy nhiên thì sức khỏe của bố không được tốt. Tháng 6, ra ngoài chú ý cẩn thận, sức khỏe và bệnh về máu huyết không được tốt. Tháng 7, ra ngoài có quý nhân giúp đỡ, trong công việc thì chú ý có người phá hoại, nói xấu sau lưng. Tháng 8, có người mai mối trong tình cảm, tuy nhiên cẩn thận tiền bạc có sự tiêu pha nhiều. Tháng 9, có tin vui về đường học hành, tuy nhiên chú ý miền sông nước cẩn thận. Tháng 10 được âm phù dương trợ cho nên gặp phúc. Tháng 10 được âm phù dương trợ cho nên gặp hung hóa cát, mọi việc hanh thông. Tháng 11 trong nhà thiếu hòa khí, công việc làm ăn của bố mẹ không được tốt. Tháng 12 tình cảm yêu đương không được tốt, có sự chia ly, ngoài ra thì chú ý việc học. Tóm lại, nhìn chung tử vi tuổi Bính Tuất năm 2020 nữ mạng không được tốt, mọi việc đều bình thường, tuy việc học hành có sự mở mang
nhưng cũng không đạt được kết quả như mong muốn. Ngoài ra trong nữ, chú ý sức khỏe của bố mẹ, công ăn việc làm. Ngoài ra thì nữ mạng chú ý về sức khỏe của bố mẹ, công việc làm ăn của gia đình kém, có sự khó khăn về tiền bạc và đi lại, chú ý cẩn thận. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Bính Thân, Thái Tuế Phù làm bùa may mắn cho mình. Để nhận quà cũng như là thỉnh các vật phẩm phong thủy cho mình, các bạn hãy liên hệ hotline của chương trình, chuyên viên may mắn sẽ giải đáp cho các bạn mọi thắc mắc về tử vi phong thủy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để thể hiện quan điểm của mình, các bạn hãy để lại ý kiến cá nhân bên dưới phần bình luận để phong thủy may mắn tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.